Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ bảy tuần hai mùa vọng. Elia đã đến rồi và họ không nhận biết ông. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã? Chúa Giêsu trả lời: Thật, Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, con người sẽ phải đau khổ bởi họ. Bấy giờ, các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. Sứ điệp: đứng trước lịch sử hoặc các sự kiện xảy ra trong đời, chúng ta thường hời hợt và cắt nghĩa nông cạn. Ta cần phải tìm hiểu thánh ý Chúa. Hãy đến để hỏi Chúa Giêsu như các môn đệ xưa. Tự vấn: 1. Để dễ dàng nhận ra Chúa trong vũ trụ vạn vật và con người, tôi cần thành tâm học hỏi, suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện với Chúa Giêsu. Phải chăng tôi vẫn còn sống hời hợt và chỉ biết nói và lặp lại những quan điểm của người khác, thậm chí cả những quan điểm lệch lạc của những người không có đức tin? 2. Người khôn ngoan là người tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa. Tôi có tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa không? Hay tôi chỉ biết sống theo ý riêng, ích kỷ và bảo thủ của mình? Cầu nguyện. Chúa ơi, Chúa đau lòng không khi Chúa đến giữa dân Chúa mà dân Chúa không nhận ra Chúa là đấng phải đến? Chỉ vì họ đã cắt nghĩa lời hứa của Chúa Cha một cách hẹp hòi. Họ cứ chờ đợi Elia phải đến trước. Trong cuộc sống của con, chắc chắn con không từ chối tiếp nhận Chúa đến với con dưới hình ảnh một vị vua uy nghi. Nhưng hằng ngày, Chúa đến với con thật sự mà con lại dửng dưng. Con không thấy hấp dẫn và cần thiết mấy. Nhiều khi, con còn coi như bị mất giờ nữa. Nếu con hiểu được sự hiện diện cao siêu của Chúa trong bí tích thánh thể, chắc mỗi lần đến với Chúa, con phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu con hiểu được sự hiện diện của Chúa trong những người nghèo khổ, chắc con đã không khinh miệt họ. Chúa đang đến với con qua những lần con gặp gỡ những ai bệnh tật, nhưng con ít khi nhìn ra Chúa. Vâng, lạy Chúa Giêsu, các thánh khác chúng con ở chỗ các ngài luôn nhận ra ý Chúa trong bất cứ cảnh sống nào và luôn nhận ra khuôn mặt của Chúa trong bất cứ người nào. Xin cho mùa vọng năm nay mang lại cho con sự khôn ngoan chân thật của Chúa, để con biết nhận ra Chúa đang đến với con trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho con luôn thấu hiểu thánh ý Chúa đầy yêu thương trong mọi cảnh sống. Amen.